Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Sáng nay, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 4, đồng chí Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì phiên họp. Tại phiên họp, Ủy ban nhân dân tỉnh đã cho ý kiến vào dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025. Báo cáo tổng kết thực hiện nghị quyết số 04 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 15 về phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh đến năm 2020. Dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định định mức các khoản thu dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh. Dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số chính sách đặc thù đối với cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh các trường trung học cơ sở trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Dự thảo đề án nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh. Báo cáo tổng kết thực hiện nghị quyết số 03 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 15 về xây dựng, phát triển và quản lý đô thị Vĩnh Phúc đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Báo cáo tổng kết nghị quyết 201 và nghị quyết 11 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Đề xuất nghị quyết về tiếp tục thực hiện dồn thừa đổi ruộng trên địa bàn tỉnh. Dự thảo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện nghị quyết 01 của Hội đồng nhân dân tỉnh về ban hành một số biện pháp để đảm bảo công tác giải phóng mặt bằng kịp thời đúng tiến độ đối với các dự án trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025. Kết quả giải quyết đất dịch vụ và các tồn tại về đất đai trên địa bàn tỉnh 3 tháng đầu năm 2021. Dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về quyết định chính sách hỗ trợ kinh phí tiêm vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2022 và một số nội dung quan trọng khác. Ủy ban bầu cử huyện Tam Dương tổ chức hội nghị sơ kết bước 1 công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Nhiệm kỳ 2021-2026, huyện Tam Dương được bầu 32 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, 340 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã. Sau khi hiệp thương lần 3, huyện Tam Dương đã lập danh sách chốt số người ứng cử Hội đồng nhân dân cấp huyện là 55 người, trong đó thành phần chuyên trách khối Đảng là trên 29%, khối chính quyền 47,27%. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể là 12,73%, thành phần khác là 10,91%. Về cơ cấu nữ 47,27%, dưới 40 tuổi là 41,82%, tôn giáo là 1,82%, dân tộc là 7,27%, không có người tự ứng cử. Huyện Tam Dương có 9 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, 102 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã. Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành quyết định phê chuẩn 122 khu vực bỏ phiếu tại 13 xã thị trấn và phê chuẩn địa điểm bỏ phiếu tại 122 khu vực bỏ phiếu. Ủy ban nhân dân các xã thị trấn đã quyết định thành lập 122 tổ bầu cử tại 122 khu vực bỏ phiếu và hoàn thành việc rà soát, lập và niêm yết danh sách cử tri bầu đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tổng số cử tri trên địa bàn huyện là 84.246 người. Hiện nay, công tác tuyên truyền về bầu cử được quan tâm đẩy mạnh, công tác kiểm tra giám sát về bầu cử được thực hiện tốt. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và y tế phục vụ cho công tác bầu cử được đảm bảo. Ngày 16 tháng 4 năm 2021, Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Từ ngày 19 tháng 4 đến ngày 22 tháng 4 năm 2021, sơ kết bước 1 công tác bầu cử. Ngày 28 tháng 4 năm 2021, công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân theo từng đơn vị bầu cử. Từ ngày 28 tháng 4 năm 2021 và kết thúc trước thời điểm bỏ phiếu 24 giờ, người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân thực hiện vận động bầu cử. Ngày 18 tháng 5 năm 2021, các tổ bầu cử phát xong thẻ cử tri có đóng dấu cho từng cử tri. Từ ngày 18 tháng 5 đến ngày 20 tháng 5 năm 2021, sơ kết bước 2 công tác bầu cử. Trước 12 giờ ngày 22 tháng 5 năm 2021, trang trí khu vực bỏ phiếu, phòng bỏ phiếu, thành viên các tổ bầu cử tổng duyệt tại các phòng bỏ phiếu. Ngày Chủ nhật 23 tháng 5 năm 2021, ngày bầu cử toàn quốc đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trung tâm Y tế huyện Sông Lô đã thực hiện chẩn đoán và phẫu thuật thành công một ca viêm ruột thừa gốc gan, một trường hợp hiếm gặp của bệnh viêm ruột thừa.
Bệnh nhân được phẫu thuật thành công lần này là anh Hoàng Đức Minh, 43 tuổi, thôn Đồng Văn, xã Đồng Quế, huyện Sông Lô. Theo các bác sĩ tại Trung tâm Y tế huyện Sông Lô cho biết, anh Minh nhập viện lúc 15 giờ ngày 14 tháng 4 với các triệu chứng đau tức, khó chịu ở vùng bụng. Sau khi làm các thủ tục xét nghiệm, các bác sĩ đã chẩn đoán bệnh nhân bị viêm ruột thừa. Tuy nhiên, theo quan sát từ máy nội soi, đây là một trường hợp đặc biệt vì phần ruột viêm nằm ở cuối góc gan, rất khó phát hiện. Sau 2 giờ nhập viện, bệnh nhân đã được tiến hành phẫu thuật. Theo các bác sĩ, đây là trường hợp rất hiếm gặp trong y học. Qua thăm khám lâm sàng, hội chẩn các bác sĩ cận lâm sàng, đặc biệt siêu âm, chúng tôi đã phát hiện rằng đây là một cái trường hợp ruột thừa lạc chỗ. Những cái trường hợp này trường hợp rất hiếm gặp. Và xét nghiệm các thứ thì chúng tôi đã kết luận rằng bệnh nhân có một tình trạng viêm ruột cấp. Đấy, các hội chẩn, sau khi hội chẩn các bác sĩ gây mê, các bác sĩ lâm sàng, chúng tôi quyết định tiến hành phẫu thuật nội soi cho bệnh nhân. Mặc dù biết rằng đây là một cái trường hợp phẫu thuật nội soi có thể gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình phẫu thuật, tuy nhiên chúng tôi vẫn quyết định làm cho bệnh nhân để làm sao để có một cái kết quả điều trị mà tối thiểu nhưng hiệu quả lại tối đa cho bệnh nhân. Sau khi phẫu thuật, bệnh nhân có những dấu hiệu phục hồi sức khỏe tích cực. Theo ban giám đốc Trung tâm Y tế huyện Sông Lô, bên cạnh những nỗ lực của các y bác sĩ, việc phẫu thuật điều trị ca hiếm gặp này có một phần từ kết quả của việc chuyển giao kỹ thuật hiện đại từ tỉnh về tuyến huyện trong y học. Việc đầu tư cơ sở vật chất đã giúp nhiều bệnh nhân được điều trị tại chỗ, không phải chuyển tuyến. Có hai cái yếu tố mà để dẫn đến cái thành công của ca viêm ruột thừa lạc chỗ này. Trước hết là cái việc là chẩn đoán sớm và chính xác. Thì các bác sĩ đã áp dụng các phương pháp khám lâm sàng, các cái cận lâm sàng và chẩn đoán sớm. Bệnh nhân được chẩn đoán ngay trong vòng 2 giờ đầu. Cái yếu tố thứ hai là để cái phẫu thuật thành công thì cái trình độ chuyên môn, điều kiện trang thiết bị phải đồng bộ. Thì đội ngũ cán bộ y tế ở chúng tôi và đặc biệt bác sĩ Tuấn Anh đã được đào tạo và vững vàng về trình độ chuyên môn. Và vì vậy ca mổ này đã thành công. Sau 5 ngày điều trị, anh Hoàng Đức Minh đã được xuất viện trở về nhà. Sức khỏe có nhiều chuyển biến tích cực. Cái thời điểm này tôi thấy cảm thấy là rất là khỏe mạnh rồi. Đi lại bình thường. Những nỗ lực của các y bác sĩ đã củng cố thêm niềm tin của nhân dân đối với Trung tâm Y tế huyện Sông Lô trong việc khám, điều trị bệnh, được chăm sóc sức khỏe ngay tại địa phương. Và những nỗ lực của trung tâm trong việc nâng cao chất lượng khám điều trị, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, ngày mai 24 tháng 4, vòng bảng giải bóng chuyền hạng A quốc gia 2021 sẽ chính thức khởi tranh tại tỉnh Vĩnh Phúc. Mục tiêu của đội chủ nhà bóng chuyền nữ Bamboo Airways Vĩnh Phúc là vào vòng chung kết, lên hạng đội mạnh tham gia thi đấu các giải vô địch quốc gia và quốc tế. Những ngày này, tại nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh, huấn luyện viên Nguyễn Trung Dũng, huấn luyện viên trưởng đội bóng chuyền nữ Bamboo Airways Vĩnh Phúc đang yêu cầu các học trò của đội bóng mình luyện tập với cường độ cao để có sự phối hợp ăn ý nhất trong thi đấu. Các bài tập nâng cao thể lực như chạy, bật nhảy, di chuyển với tạ được các vận động viên thực hiện một cách thuần thục. Các kỹ chiến thuật trong thi đấu cũng được thầy và trò luyện tập nhuần nhuyễn, thảo luận, rút kinh nghiệm sau từng buổi tập để sẵn sàng cho các trận tại vòng bảng giải bóng chuyền hạng A quốc gia 2011. Chuẩn bị cho cái giải đấu lần này để vượt qua các đội mạnh đấy. Thì chúng tôi đã chuẩn bị là tập luyện thể lực, rèn thể lực các em trong một thời gian dài. Và về đến đây chúng tôi là tập trung vào tập luyện phối hợp kỹ chiến thuật để mà phù hợp đối kháng với lại các đội mạnh để chúng ta để mục tiêu chúng ta vượt qua các đội đấy để mà đứng ở thứ nhất bảng ở vòng đấu này. Để chuẩn bị lực lượng tham gia thi đấu giải bóng chuyền hạng A quốc gia, Bamboo Airways Vĩnh Phúc đã chiêu mộ nhiều vận động viên xuất sắc có kinh nghiệm từ các đội bóng chuyền có thành tích cao tại các giải quốc gia như chủ công Trần Thú Trang từ đội binh chủng thông tin. Đây cũng là lần đầu tiên tôi được tham gia thi đấu cùng với cả đội Bamboo Airways Vĩnh Phúc và cũng như là đội hạng giải A1. Thì cái điều đầu tiên là tôi cảm thấy cũng khá là vui mừng. Thứ hai là tôi cũng muốn truyền tải đến cho các em, nhất là các em trẻ của đội là thứ nhất là khi mà vào sân thi đấu thì phải có một cái tinh thần cố gắng, quyết tâm. Thứ hai là khi gặp bất kỳ cái đối thủ nào thì cái đầu tiên là không được nản mà phải cố gắng vượt qua tất cả các đối thủ. Thì như thế thì mình mới có thể là đem được lại cái chiến thắng cho tập thể đội. Và đó cũng là cái tinh thần mà tôi muốn truyền tải đến cho các em trẻ cũng như là toàn thể đội trong lần tham gia lần này. Là đội bóng chuyền mới được thành lập còn non trẻ và chưa có nhiều kinh nghiệm, thành tích trong thi đấu, nên tại giải lần này, các học trò của huấn luyện viên Nguyễn Trung Dũng sẽ phải thi đấu hết mình để vượt qua các đội mạnh vì màu cờ sắc áo. Đối với đấu sắp tới thì bản thân tôi về toàn đội bóng sẽ cố gắng quyết tâm tập luyện so với giáo án của huấn luyện viên giao ra để đạt được kết quả tốt nhất cho giải đấu sắp tới ạ. Tham dự vòng bảng giải bóng chuyền hạng A quốc gia 2021 được tổ chức tại nhà thi đấu tỉnh Vĩnh Phúc,
bảng A có sự tham gia của 9 đội nữ và 7 đội nam. Đến nay, mọi công tác tổ chức cho giải như cơ sở vật chất, băng rôn, khẩu hiệu, tuyên truyền đã được đội chủ nhà tỉnh Vĩnh Phúc hoàn tất. Đối với đội bóng của Vĩnh Phúc thì năm nay Vĩnh Phúc với cương vị là đơn vị chủ nhà thì chúng tôi cũng đã tập trung chỉ đạo trung tâm đào tạo vận động viên cũng như đội tuyển bóng chuyền nữ của Vĩnh Phúc là chuẩn bị lực lượng một cách kỹ lưỡng nhất để thi đấu với những thành với cái mục tiêu cao nhất, đó là hướng tới là Vĩnh Phúc sẽ vô địch hạng A của giải năm nay và để tham gia thi đấu vào các đội mạnh trong năm 2022. Vòng bảng giải bóng chuyền hạng A quốc gia 2021 được tổ chức tại nhà thi đấu tỉnh Vĩnh Phúc và nhà thi đấu tỉnh Vĩnh Long từ ngày 24 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5 năm 2021. Vòng chung kết dự kiến sẽ diễn ra tại Vĩnh Phúc từ ngày 16 đến ngày 25 tháng 10 năm 2021.